Nhà đất Hoàng Tín trên kênh YouTube chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage nhà đất Hoàng Tín .vn. Xin kính chào tất cả khách hàng. Để tiếp tục chia sẻ rằng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp với chủ, đặc biệt là những căn nhà đang được các chị chủ nhà giảm giá, thì buổi chiều ngày hôm nay nhà đất Hoàng Tín đã có mặt tại trục đường Quang Trung thuộc phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến khách hàng một căn nhà được thiết kế có thang máy, nằm trên một con đường thông rộng lên đến 10m, sát với lại công viên phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện được khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán với tất cả các loại ngành nghề. Và với căn nhà này thì đang được các chị chủ nhà cần tiền giảm giá lên đến 2 tỷ đồng. Và với căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều dài căn nhà mình lên đến 16m, và được các chị chủ nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước của căn nhà. Cũng như căn nhà mình là căn nhà mình sẽ có hai mặt tiền trước và mặt tiền sau, với hai con đường rất là rộng, con đường phía trước lên đến 10m và con đường phía sau lên đến 6m, thì thuận tiện để khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh được với tất cả các loại ngành nghề. Và với căn nhà đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá, thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà thiết kế có thang máy này phù hợp với gia đình mình thì nên liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem. Một căn nhà nằm ngay trục đường Quang Trung thuộc phường 8, quận Gò Vấp, đối diện với lại hãng xe Isuzu Mercedes và sát với lại công viên làng hoa, chợ đêm Hạnh Thông Tây và nhà thờ Hạnh Thông Tây, thuận tiện với hàng di chuyển về trung tâm cũng như sân bay Tân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thì tầm cỡ khoảng 25 phút, và mình về sân bay thì chỉ tầm cỡ khoảng 15 phút thôi. Và khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà mặt tiền đường và đang được các chị chủ nhà cần tiền giảm giá lên đến 2 tỷ đồng. Với căn nhà này thì bây giờ chỉ còn lại là 10 tỷ 900 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, và anh chị mình cứ mua bán cũng như công chứng sang tên ông ngày. Với một căn nhà được thiết kế có thang máy lên đến tận sân thượng, và một căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại kiến trúc mới năm 2023 với tầng lửng ngược. Phía ngoài thì mình sẽ có một khoảng vỉa hè cũng gần 3 mét để mình để xe gắn máy di chuyển vào bên trong. Mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa cuốn ở bên trong với hai lớp cửa, và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với một cái gara để xe hơi của căn nhà. Và với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường cũng được ốp 3D trang trí rất là đẹp. Và với sàn nhà mình đổ bê tông cho nên là mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Với cầu thang căn nhà mình được anh chị thiết kế từ bên trong đi ra bên ngoài, cho nên ngoài ra mình để khu vực mình để xe hơi ra thì mình còn để được rất là nhiều xe gắn máy. Và di chuyển lên khu vực không gian phòng phòng khách cũng như là khu vực cầu thang thì mình sẽ có một bậc tam cấp để mình di chuyển lên phía bên trên. Và với căn nhà mình thì được các chị thiết kế cầu thang máy và cầu thang bộ nằm sát với nhau, cho nên là rất là thuận tiện để gia đình sử dụng nhu cầu là mình đi cầu thang bộ hoặc là cầu thang máy thì rất là thuận tiện. Và với cầu thang máy căn nhà mình có trọng tải lên đến 500 kg, di chuyển lên đến tận sân thượng thì thuận tiện để quý khách hàng mua ở một phòng công ty đầu tư và cho thuê rất là thuận tiện và rất là tuyệt vời. Và di chuyển ở khu vực phía sau mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng khách của căn nhà, thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa kệ để tivi, và mình có những mảng tường được ốp 3D trang trí rất đẹp. Và với phong thủy căn nhà mình thì anh chị không trừ cửa phía sau. Nếu gia đình có nhu cầu cần trừ cửa phía sau thì anh chị cũng đã trừ cho mình có một cái ô cửa để gia đình có nhu cầu cần mở cửa phía sau thì cũng rất là thuận tiện. Mình có một con đường phía sau lên đến 6m, cũng có vỉa hè và thuận tiện để gia đình có nhu cầu mua ở và mở văn phòng công ty thì rất là thuận tiện. Mình có thể di chuyển từ cửa trước vào, cũng có thể di chuyển từ cửa sau vào, rất là thoải mái. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực từ bên trong ra bên ngoài của căn nhà để giới thiệu đến chủ nhà một căn nhà đang có hướng là hướng đông bắc, phù hợp cho hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch.
Và chỉ với giá 10 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng mạnh thì quý khách hàng đang xem video, cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem. Một căn nhà được thiết kế có thang máy và đang được anh chị chủ nhà kẹt tiền, cần tiền, giảm giá bán gấp, giảm giá lên đến 2 tỷ đồng. Và nếu quý khách hàng mình có thể thương lượng thêm với lại anh chị chủ nhà thì có thể lên đến hơn 2 tỷ đồng. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Và đây là khu vực không gian tầng lửng của căn nhà. Bên trên này thì anh chị thiết kế cho mình cái phòng bếp để mở cửa ra cái con đường ở phía trước để lấy gió và ánh sáng vào bên trong, rất là thoáng và rất là mát. Và mình có một cái khoảng lan can để mình nhìn xuống cũng như là quan sát xuống khu vực ở dưới không gian phòng khách của căn nhà, rất là thuận tiện. Và với căn nhà mình thì được anh chị thiết kế có thang máy, thì nếu gia đình có nhu cầu mở văn phòng công ty hoặc là đầu tư cho thuê thì rất là thuận tiện. Và di chuyển ở khu vực phía trước, mình sẽ đến với khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế được anh chị sắm sẵn để tặng kèm. Tủ bếp, cái bếp được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường. Và bên trong thì mình sẽ có nội thất tặng kèm như bếp điện từ, quạt hút, robot rửa chén bát, ghế để chén bát và máy đong đếm gạo cũng như là máy rửa chén bát. Và phía trước thì mình sẽ có một cái khoảng sân thượng cũng như những mảng cây xanh được anh chị thiết kế cũng như là đã trồng sẵn trang trí cho căn nhà rất là đẹp. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian tầng lửng của căn nhà để di chuyển lên khu vực lầu 1, sẽ đến với lại không gian phòng ngủ số 1 và phòng master cũng như là phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm của căn nhà. Với căn nhà mình thì được thiết kế có tới 5 phòng và anh chị lấy ra một phòng để anh chị làm phòng xông hơi có bồn tắm nằm, thì mình sẽ còn lại là 4 phòng ngủ đã được anh chị thiết kế full nội thất tặng kèm. Ở phía trên thì mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng ở phía trước. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong khu vực không gian phòng tắm xông hơi của căn nhà. Phòng tắm xông hơi ở phía trước căn nhà mình. Với phòng tắm xông hơi thì mình sẽ có bồn tắm nằm cũng như là phòng tắm xông hơi và nhà vệ sinh. Như phía trước mình có cửa sổ mở ra bên ngoài rất là thoáng và rất là mát. Mình có hệ thống lavabo rửa tay cũng như bồn tắm nằm. Và khu vực không gian phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm thì được các chị ốp gạch đá cao đinh kín tường, rất là đẹp. Và với căn nhà mình thì được các chị thiết kế cho mình có hai lối đi để vào bên trong khu vực không gian phòng ngủ cũng như là khu vực không gian phòng tắm của căn nhà, rất là thuận tiện. Với căn nhà được thiết kế có hai lối đi để vào không gian phòng ngủ rất là thuận tiện. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ đầu tiên ở lầu 1 của căn nhà. Phòng ngủ phía sau được các chị mở cửa sổ ra cái con hẻm phía sau để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Hai bên thì được anh chị thiết kế thêm cho mình có tủ quần áo cũng như là bàn làm việc. Và chỉ với giá 10 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng mạnh thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, thế nhân tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem. Một căn nhà giảm giá nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại trường học Nguyễn Công Trứ, trường học Lương Thế Vinh và sát với lại công viên làng hoa, chợ đêm Hạnh Thông Tây và nhà thờ Hạnh Thông Tây. Một căn nhà đang có hướng là hướng đông bắc, phố Tràng thuộc mệnh Tây Thế Trạch. Và chỉ với giá 10 tỷ, hơn 10 tỷ một chút xíu, còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp đã được anh chị thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Với căn nhà này thì đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá bán gấp. Giá gốc của căn nhà này lên đến 12 tỷ 900 triệu đồng. Và bây giờ sau hai lần giảm giá thì anh chị giảm xuống chỉ còn lại là 10 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng. Thì quý khách hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì anh tay liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem, cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá rất là mạnh này. Căn nhà giảm giá lên đến hơn 2 tỷ đồng
với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, và là căn nhà có hai mặt tiền trước và mặt tiền sau. Và theo phong thủy thì anh chị mới sử dụng mặt tiền ở phía trước, mặt tiền chính của căn nhà, và mặt tiền phụ thì nếu gia đình có nhu cầu thì mình có thể mở thêm mặt tiền phụ phía sau cũng được. Anh chị đã trừ cửa sẵn thì rất là thuận tiện để gia đình có nhu cầu sử dụng, và lắp ráp cũng rất là tiện lợi. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Mỗi phòng ngủ thì mình đều có nhà vệ sinh riêng, có đầy đủ nội thất bên trong tặng kèm. Và với căn nhà được thiết kế có tới 4 phòng ngủ chính và một tạp phòng tắm xông hơi, và phía bên trên thì mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng, cũng như một cái phòng ngủ ở phía sau căn nhà. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Phòng ngủ phía sau, phòng ngủ rất là lớn và với cầu thang máy lên đến tận sân thượng thì thuận tiện để quý nhà mua ở, đầu tư và cho thuê rất là thuận tiện. Với không gian phòng ngủ rất là rộng và được anh chị thiết kế rất là đẹp. Thì quý hàng đang xem video nhớ đăng ký kênh để Nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật quý hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ, và đặc biệt là những căn nhà đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá bán gấp. Và với căn nhà này thì đang được anh chị giảm giá lên đến hơn 2 tỷ đồng. Một căn nhà nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, một cái phường điểm của quận Gò Vấp. Không bao giờ quý khách hàng sợ lo kẹt xe cũng như là ngập nước. Với căn nhà đang được anh chị giảm giá thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem, cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà đẹp đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá bán gấp này. Với căn nhà mình thì phía trước mình sẽ có một cái khoảng không gian phòng thờ, và bên ngoài mình sẽ có một cái khoảng sân để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát. Và với con đường ở phía trước căn nhà mình rộng lên đến 10 mét, có vỉa hè cây xanh rất là thoáng và rất là mát, thuận tiện để khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như mua đầu tư và cho thuê thì rất là thuận tiện. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, đang có hướng là hướng đông bắc, phù hợp khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và với căn nhà này được thiết kế rất là đẹp. Rồi video Nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc.